Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại gửi tới quý vị các đánh giả diễn biến của tập 182 Bắc Tống Phòng Lưu Nhanh Thật sự là quá nhanh rồi Chuyên đơn đầy trời lấy hàng châu làm trung tâm Dựa vào các cửa hàng lan tràn ra xung quanh Mà kệ người mua thịt hay bánh bao Tất cả đều tràn ngập truyền đơn Thật sự là xu thế xét đánh không kịp bưng tay gần như tất cả truyền đơn đều lấy sự kiện tần cối chém giết quan tham ô lại mà bị nhốt làm lý do dẫn xuất đến các loại đề tài tỉ như những điểm tốt của tân pháp đối với dân chúng lại tỉ như cuộc tranh đua giữa hoàng tuyền và sĩ phu lại tỉ như tin tức tham quan giang nam nhưng ý tứ trung tâm không thay đổi tất cả đều là ngôn luận công kích sĩ tử và sĩ phu những truyền đơn này liền giống như một môi lửa mảnh dài hoàn toàn châm thành đoàn lửa giận đã nhẫn nhịn hồi lâu trong lòng dân chúng giang nam kia phản ứng của quan phủ cũng lập tức áp dụng hành động Phòng sát những truyền đơn này nhưng đã trễ truyền đơn và lực lượng giá rẻ hết thảy đều đã đến trong tay dân chúng đặc biệt những dân chúng cùng khổ một truyền mười mười truyền một trăm giống như ôn dịch vậy căn bản không thể ngăn đón được lũ quan lại muốn lặp lại chiêu cũ bắt những người này dung cây dọa khỉ đáng tiếc bọn họ tính toán lầm rồi lần này dân chúng bởi vậy càng thêm thù hận những quan lại này kết thành đoàn hội chạy đến chỗ quan phủ đòi người vì binh dân giận, quan phủ lại đành phải đem người thả ra. Nhưng mà cái này cũng không thể bình ổn dân giận. Phải biết rằng từ khi Tống Huy Tông nhậm chức tới nay, chịu khổ nhất không ai hơn được dân chúng Giang Nam. Dịch Hoa Cương, cuộc khởi nghĩa phương lạc, gần như hủy hoại khối bào địa Giang Nam này chỉ trong chốc lát. Dân chúng chịu khổ sâu sắc như sống ở luyện ngục, mãi đến khi Lý Kỳ ngang trời xuất thế hay khuyên Tống Huy Tông hủy bỏ ứng vụng cục lại ngăn trở Tống Huy Tông vận chuyển đá hoa cương từ Giang Nam lúc này mới khiến thế cục Giang Nam thoáng hòa hoãn một chút. Đáng tiếc trời không có Giang Nam, về sau lại bạo phát nguy cơ tiền bạc. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. nhưng vào lúc này, triều đình bên kia lại truyền tới tin tức không tiếc bất cứ giá nào phục hưng Giang Nam. Hơn nữa rất nhiều thương nhân đều tới đây đầu tư, cung cấp rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và mấu chốt buôn bán. Điều này làm cho dân chúng Giang Nam nghĩ đến rốt cục có thể dễ mây nhìn thấy mặt trời rồi. Nhưng cố tình không như mong muốn, Vừa mới bắt đầu tân pháp đã bị bóp chết trong trứng nước. Nhắc tới cũng buồn cười. Có lẽ là bởi vì những kinh nghiệm đã trải qua khiến cho năng lực chịu đựng của dân chúng Giang Nam mạnh hơn dân chúng địa phương khác rất là nhiều. Vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nhận bệnh rồi, nhưng mà những chuyện đơn kia đột nhiên xông ra lập tức đưa tới đám dân chúng cộng hưởng. Đặc biệt là chuyện tân cối chém giết tham quan càng làm cho bọn họ giận không kiềm chế được. Bởi vì bọn tham quan giang nam như vậy thì thật là coi trời bằng vung tùy tiện một sai nha liền dám cưỡng đoạt tài vật trong nhà dân chúng thậm chí là nữ nhân so với cường đạo còn độc ác hơn dân chúng giang nam hận bọn họ tận xương lại nghe thấy quan lại bọn họ bao che cho nhau hãm hại trung lương hơn nữa sau khi những bản truyền đơn này nhất nhất công bố tội trạng của những tham quan ô lại bị tân cối xử tử lúc này thì nguy rồi những bản tội trạng nhìn thấy ghê người kia đám dân chúng thấy rồi sao còn có thể nhịn được trực tiếp đem đầu mâu chỉ về hướng sĩ tử thiên hạ cùng với giai tầng sĩ phu sau đó từng lớp từng lớp màn đen nội bộ giai tầng sĩ phu bị lật lên biến thành khắp nơi trên đường cái đều chửi mắng đối với sĩ tử sĩ phu như là hiện giờ hiện giờ ai con mẹ đó còn nếu dám ở trên đường cái tụ tập văn chương thì thế nào cũng bị người ta đánh chết đi lũ quản đều rằng nam hoàn toàn luống cuống khẩn trương viết ra những bài văn thay sĩ tử thiên hạ phản biện vài giai cấp đã bắt đầu khởi động chiến đấu dư luận Nhưng theo thời gian trôi qua, lại có một cỗ sinh lực đầy đủ sức lực gia nhập phía dân chúng bên này. Đó chính là con cháu Hàn Môn. Bọn họ đều là người đọc sách, bởi vì còn chưa tiến vào kết trào nhuộm lớn quan trường kia. Mỗi người đều là đọc đủ mọi thứ thi thư, một thân chính khí ngời ngời. Bọn họ thấy sĩ phu đang bôi đen người đọc sách như vậy thì xong rồi, đều tự nguyện đầu nhập vào dân chúng bên này, dùng chính học vấn của mình để đối kháng với đám sĩ đại phu. Có sự gia nhập của bọn họ, tầng lớp giai cấp thấp lập tức cường tráng hơn, mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là văn có thể có, võ có thể có. Nhưng con cháu Hàn bôn đó bắt đầu tự chủ gửi phát văn chương đi công kích những tham quan ô lại này, giúp đám người lý kỳ tân cố hít đòi sửa lại án sửa sai, cảm thấy bất công thay hoàng thượng. Dù sao bọn họ vẫn từng chịu sự giáo dục của phong kiến, hoàng thượng đối với bọn họ mà nói là thần thánh đấy, không thể xâm phạm định trong đó có rất nhiều người đã mượn đề tài có trên các chuyển đơn để bảo vệ hoàng quyền, bắt đầu công kích giai tầng sĩ phu. Trong cuộc chiến dư luận này cũng có rất nhiều thư sinh nghèo, bởi vậy mà thanh danh bay lên, điều này cũng đã rất khích lệ bọn họ, đầu bút đông lại càng sắc bén hơn. Và giữa cuộc chiến dư luận này được ích lợi nhất không phải là Lý Kỳ, không phải là Tần Cối mà là Tống Huy Tông. Ông ta từ một căn nguyên căn bệnh nháy mắt chuyển thành một đối tượng được thông cảm và ca tụng. Kỳ thật đây đều là Lý Kỳ đã có dự mưu mà làm, chỉ có như thế tông huy Tông mới có thể kiên cố hơn quyết đứng ở phía bên hắn hàng châu huyện sương hóa lúc này nơi đây đang tiến hành một hồi thi hương thi hương lần này có rất nhiều con cháu hàn môn đã đau khổ chờ đợi đấy nhưng mà vừa mới bắt đầu không lâu một người bỗng nhiên đứng dậy quan giám khảo chỉ vào y nói này 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 người làm cái gì vậy thư sinh kia ngạo nghễ nói ta không tin nữa hiện giờ quan so với cất chó còn thối hơn <laughs> làm quan <laughs> Còn không bằng ta đi làm nông phu thôi Ít nhất nông phu đi trên đường Cũng sẽ không bị người khác trời mắng Cáo từ Y đem bút lông ném ở trên bàn Đi nhanh chạy ra phía ngoài Quan giám khảo kia sau khi nghe xong Thật cần mẹ nó chứ Ta đây là quan mà bị mắng trước mặt Quan uy ở đâu Lúc này giận dữ hét lên Người đâu bắt lại cho bản quan Bá 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 Trong trường thì tất cả thí sinh đồng thời đứng lên Giám khảo kia sợ tới mức đầu con rụt lại nói Người người các người định làm chi Quan như thế không làm cũng thế Đúng đấy, quan trưởng hắc ám như thế, chúng ta mới không muốn cũng trở nên lòng lang dạ sói à? Ta cũng không thi nữa. Đi, không thi nữa. Quan giám khảo kia sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như thế này. Trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế, ngây ra như phỗng, nhìn bóng lưng đám thí sinh rời đi. Qua một lúc lâu sau vẫn còn không thể tin được sự thật ở trước mắt. Nhưng mà đây chỉ là một hình ảnh giang nam thu nhỏ thôi. Một sóng chưa bình, sóng các lại lên. Đợt sóng truyền đơn thứ hai lặng yên đột kích. Lần này nội dung lại càng thêm đơn giản thô bạo, chính là một phần danh sách trên đó viết tất cả đám quan liêu giang nam lúc trước thượng tấu buộc tội tần cối. Đây không thể nghi ngờ chính là một chiếc đèn chiếu sáng nha, khiến cho dân chúng đang không có chỗ phát tiết rốt cục tìm được mục tiêu thực sự, không còn là nói xuống nữa. Nửa đêm một ngày nào đó trước cửa một gian lầu các nhỏ ở trong thành Hàng Châu. két một tiếng, cửa từ bên trong mở ra, một nữ tử bộ dáng xinh đẹp mang theo một chiếc đèn lồng đi ra, phía sau còn đi theo hai nữ tỳ cửa vừa mở ra đã ngửi thấy một cỗ thanh tưởi nàng kia khẩn trương che miệng lại cầm đèn lồng soi lên trên cửa nhưng thấy mặt trên tất cả đều là phân sợ tới mức nàng kia kinh sợ kêu lên một tiếng vội hô đại nhân đại nhân rất nhanh bên trong liền truyền đến một thanh âm khó chịu ngươi kêu ẩm lên cái gì nếu để cho cái con cọp mẹ kia biết ta lại tới nơi này vậy thì hỏng bét rồi còn chưa dứt lời lại thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ vừa mặc quần áo vừa lung ta la, lung lay đi ra. Cái gì vậy? Thôi như vậy. Đại nhân, người mau nhìn, người mau nhìn ha. À. Nữ nhân kia chỉ vào cửa hô lên. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn lại, sợ tới mức liền lùi mấy bước. Lừa giận liền vọt lên, giết gào nói. Ở đâu ra cái thứ chết tiệt này? Đám quấy phá ở trên đầu bản phủ, có bản lĩnh liền đứng ra cho bản phủ. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập chỉ thấy bảy tám nam tử che mặt sách theo thùng gỗ lao đến nam tử kia hoảng sợ nói ngươi các ngươi là chữ người nào còn chưa kịp hô ra miệng chỉ nghe rắc rắc vài tiếng dị vật không rõ từ trên trời giáng xuống nam tử này toàn thân cao thấp nháy mắt ướt đẫm mà ngay cả mấy nữ tử kia đều không may mắn thoát khỏi a à, là phân nôn nam tử kia vừa mới phản ứng kịp người được mùi tanh tử trên người trực tiếp phun ra mà vài tên nam tử che mặt dội phân kia không nói hai lời nhanh chóng tản ra bốn phía rất nhanh liền biến mất giữa đêm tối chỉ để lại vài tiếng cười vui sướng đầm đìa sáng sớm hôm sau rầm 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 trình giật vừa mới rửa mặt xong chợt nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa kịch liệt trong lòng tò mò hỏi là ai bên ngoài truyền tới một thanh âm rất uy nghiêm là ta Trịnh Nhật vừa nhấc mày tiến lên mở cửa ra, chỉ thấy một nam tử bụng vệ đứng ở trước cửa kinh ngạc nói: "Hóa ra là Dư Chi Châu, à. mau, mau mời vào." Nam tử này đúng là cái người đêm qua bị người khác dội phân, gã cũng chính là chi phủ Hàng Châu, Dư Minh Đạo. Dư Minh Đạo không rên một tiếng đi vào trong phòng, bỗng nhiên đưa ra một trang giấy nói: "Trịnh Thông Phán, việc này ngươi giải thích như thế nào?" Trịnh Nhật tiếp nhận giấy đọc, đúng là phần danh sách buộc tội tuần cối kia, khẽ động khóe miệng vài cái nói: "Ồ, cái chuyện đơn này hôm qua ta đã xem rồi." Hôm qua, Dư Minh Đạo Hừ nói, ta thấy không phải đâu. Trình giật thản nhiên nói, vậy không biết lời này của Dư Chi Châu là ý gì? Dư Minh Đạo vẹo mắt nhìn đi một cái nói, người có thể có được phần danh sách này, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Ở Hàng Châu, người có bản lĩnh này cũng chỉ tính trên đồng ngón tay. Trình giật nói, lời này của Dư Chi Châu là thế nào? Ta vẫn luôn ở Hàng Châu. Cho dù ta có bản lĩnh, ta cũng không lấy được à? Dư Minh Thảo đi đến trước mặt Trịnh Giật nghiến răng nghiến lợi nói: Người lấy không được, không có nghĩa là đầu bếp kia cũng lấy không được. Ta biết ngươi và đầu bếp kia có quan hệ sâu, còn có những lời đồn gần đây nhất, ngươi có phải cũng có phần tham dự hay không? Trịnh Giật chợt người thấy một mùi lạ khó chịu, lui ra phía sau hai bước, chè cái mũi nói: Ơi, rồi chi châu, người đây rõ ràng là đang vu cáo hãm hại ta nha. Ngươi phải biết rằng Trịnh gia chúng ta cũng là người bị hại trong dư luận lần này. Chẳng lẽ ta lại đem gia tộc của mình đầy hồ bao hố lửa? <laughs> Thật sự là buồn cười. Dương minh đạo thấy động tác này của y nhất thời nổi cơn giận dữ nhưng lại nghe y nói không phải là không có lý thì trong mắt lại có chút do dự nói nếu không có phải thông phán gây nên vậy thì tốt nhất còn nếu là đúng hừ, đừng có trách bản phù không nói tình cảm nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm của bạch tiền dạ nhị ca nhị ca chỉ khoảng nửa khác bạch tiền dạ lên từ ngoài cửa chạy vào về mặt hưng phấn hướng tới trịnh giật nói nhị ca ta mới ở bên ngoài nghe người ta nói kìa Trịnh giật ho nhẹ một tiếng, bạch tiền dạ quay đầu nhìn lại, nhất thời đem lời nói đến bên miệng thu trở về, nho nhã lễ đậu thi lễ với Dương Minh Đạo một cái. Bạch tiền dạ mặc dù là nữ thì phận nam trang nhưng mà vẫn dùng tên của ca ca nàng, nói cách khác thì vẫn là con của Bạch Thế Trung. Dương Minh Đạo cũng không dám đắc tội nàng, nhẹ nhàng gật đầu, vung tay áo rồi sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Đời gã đi rồi, bạch tiền dạ phun cái lưỡi thơm tho, nhỏ giọng nói với trịnh giật vài câu. Trình giật sau khi nghe xong thật là giờ khóc giờ cười nói Khó trách ta mới vừa rồi Người được trên người gã có mùi lạ Hóa ra là bị người ta tạt phân rồi Hơi, Thật là quá ghê tởm đấy Điểm tâm hôm nay chỉ sợ là không nuốt nổi Kinh thành Lý kỳ về mặt đổ mồ hôi Hai mắt nhắm chặt có vẻ cực kỳ khẩn trương Ngón tay cái dùng sức xoa xoa một khối gỗ Miệng thì thầm Chim nhỏ chim nhỏ ta muốn chim nhỏ Đám đại mỹ nữ như tần phu nhân, Phong nghìn nộ lý sư sư, các bộ dạng của hắn như vậy thì đều bật cười. Ha, ha thật sự là chim nhỏ mới ba yêu tự tìm ồ vậy thua một tháng rốt cục hãnh diện rồi đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng rồi lý kỳ tung khôi gỗ trong tay một phen cười ha ha nói nhưng vào lúc này trần đại nương đột nhiên vội vã đi đến nói lý sư phó bên ngoài có người tìm không gặp không gặp không thấy ta đang thắng tiền sao là nghiêu chỉ huy sứ y nói có chuyện gấp muốn tìm đại nhân lý kỳ nghe xong thì mặt sáng ngời hướng tới đám người phong ghi nô nói không cho các cô chạy mất ồ oh, ta đi một chút sẽ trở lại ngay hắn nói xong liền vội vã đi đến hướng tiền viện ngưu cao thấy lý kỳ đến đây thì khẩn trương tiến lên hành lễ nói bộ soái, giang nam bên kia gửi thư rồi lấy ra đây vâng lý kỳ tiếp nhận thư nói ngươi trở về đi ồ oh, xin gọi ta là lý sư phó ngưu cao gật đầu nói tuần mệnh bộ à, lý sư phó ta đây đi trước chú ý cẩn thận lý kỳ mở thư ra đọc cười nói ha ha Rốt cục bắt đầu rồi ha. Hắn nói xong vội vàng gieo lên. An à, Nam, An à, Nam, đại ca, ta ở nơi này. Trần An à, Nam bước nhanh đến. Ngươi lập tức đi thông tri Tiểu Ngọc và Ngô Đại Thúc. Ngày mai liền đóng tập đoàn công ty. Tùy tiện thả chút phong thanh đi ra ngoài. À, à cái gì, đi nhanh lên. Ta trở về chơi mặt trực tiếp đây. Nói xong Lý Kỳ liền rất là vui vẻ hướng tới hậu viện mà chạy. Nhưng đi vào hậu viện rồi đâu còn nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngu cơ một lát sau, hắn tức giận trực tiếp nhảy lên nói. Mẹ kiếp, Lão từ một tháng qua lần đầu tiên thắng tiền, không ngờ các cô quỵt nợ, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn nhà Quá ghê tởm rồi, không tưởng tượng được, lại bắt nạt người như vậy đấy. Wow, tức chết ta. Lý Kỳ miêu tả sơ lược một câu khiến cho túy tiên cư trong một đêm, ngoại trừ quán rượu túy tiên cư ra, còn lại toàn bộ đều đóng cửa ngừng kinh doanh, bao gồm nhà máy in, sườn đồ hộp, còn lại chính là phấn viết và bảng đen kia. Dù sao đó là việc kinh doanh của Thái sư học viện, Lý Kỳ cũng không tiện làm chủ, hơn nữa còn có thủy tinh đánh nghiệm trợ nữa. Tuần San Đại Tống vừa mới xuất bản sáng nay lớn hơn so với bình thường hơn một trang, nhưng hai tờ tiêu đề đều là cáo biệt, chấm dứt. Nội dung chính là tuyên cáo tập đoàn tứ tiên cư đóng cửa, mà đây đồng thời cũng là số cuối cùng của tuần san đại tống thời đại rồi. Không có nói nguyên nhân, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, trong đó bao gồm đại kết cục của anh hùng xạ điêu chuyển. Mặt khác, tuần san đại tống thời đại còn nhắc tới một bản ghi chép, đó chính là bản ghi chép cắt giảm lao động của Bắc Tống từ trước tới nay. Bởi vì tập đoàn Túy Tiên Cư đóng cửa, nháy mắt có hơn 1 2 ngàn người gặp phải thất nghiệp, vượt qua sự kiện Nguyễn Hữu Đảng tịch gấp mấy chục lần. Người ấy à, luôn thích ganh đua so sánh đấy. Người ấy có tiền, ta sẽ kiếm tiền nhiều hơn, so với người càng thêm có tiền, người đóng cửa chúng ta cũng đóng cửa, ta cũng muốn cắt giảm lao động, xem ai cắt giảm nhiều hơn. Kết quả là trong một ngày nay tổng cộng có 8 gian đổ phường, 6 nhà thanh lâu, 49 quán rượu, 12 tiệm vải, 24 tiệm quần áo, 9 nhà hàng tạp hóa, 18 hàng thịt, vân vân và hơn trăm cửa hàng đồng thời đóng cửa. Nhân số thất nghiệp trực tiếp vượt qua cả vạn người. Hiện giờ bất kể là đường cái biển hà hay là phố mã hành tràn ngập đầy người tấp nập, một mực nhìn lại thì không thấy cuối, vô số nhân viên thất nghiệp chạy tới đường phố chiếm lĩnh chỗ nằm, giải chiếu ra khiến người qua đường đều phải nghiêng thân mới đi được. Bởi vì tất cả mọi người đều là người thất nghiệp, tất nhiên sẽ có chung một chủ đề, ngồi xuống thành từng nhóm, ở trên đường phố này bắt đầu nói chuyện phiếm thậm chí còn có ít người bắt đầu nói đến xạ điêu cổ động càng nhiều thanh biện kinh dữ dội phồn hoa náo nhiệt chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng như thế hôm nay nhân số xem kéo cờ đồng dạng cũng sáng tạo ra bản ghi chép dù sao tất cả mọi người không có việc gì kết quả đều chạy tới xem kéo cờ tinh trung báo quốc lại vang vọng kinh thành trùng hợp hôm nay lại là ngày tướng quốc tự mở cửa cả biển người quả thực chính là chật như nêm cối những thương gia bán hàng từ vùng bên ngoài tới buôn bán thì cao hứng sắp hỏng rồi. Đáng tiếc một canh giờ qua đi vẫn còn chưa bán được cái gì. Điều này cũng thật đúng là quỷ dị. Trang diện áo nhiệt và thị trường kinh thành tiêu điều phối hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh à. Nhưng mà những cửa hàng kia đóng cửa cũng trực tiếp ảnh hưởng đến việc mua bán của triều đình. Người không có quán rượu quán trà, vậy các loại buôn bán như trà, muối, rượu của ngươi cũng không bán được à. Đương nhiên cũng không phải là tất cả quán rượu, xưởng đều đóng cửa, bởi vì có một bộ phận thương gia giấu mặt chính là vài sĩ phu, vì thế, sáng sớm hôm nay, mọi người liền đều chạy tới những quán rượu mở cửa còn sót lại này, đứng xếp hàng ở cửa để mua bữa sáng. Quá khổ cực, bọn họ chỉ là muốn ăn bữa sáng mà thôi, xem chừng ăn được bữa sáng đã lại đói bụng. Bởi vì Lý Kỳ muốn cho thấy lập trường của mình, cho nên hắn cũng không có khiến túy tiên cư đóng cửa. Lúc này bên trong là người ra vào tấp mập, chen chen trúc trúc cũng không thể tiến nổi. Ờ, à, khách quan, người ăn món gì? Mang lên trước mấy lồng bánh bao hấp, hai bình trà sữa, những thứ khác đều mang lên một ít. Ôi, đói chết ta rồi. Rất xin lỗi. Đông chủ nhà ta gần đây gặp nhiều bất lợi, đang ở nhà bái thần phù hộ. Vì vậy mấy ngày gần đây chỉ ăn chay, tiểu điếm cũng chỉ bán thức ăn chay. Cái gì? Ăn chay? Đúng vậy. Bánh bao hấp không có, trà sữa cũng không có. Ê, à, trà sữa cũng coi như là ăn chay mà. Trà sữa chỉ dùng sữa để làm đấy, sữa là lấy từ trên thân con bò, vì vậy coi như là món ăn mặn. Tốt lắm, tốt lắm. Trong điếp các ngươi hiện giờ còn có cái gì? Mì dương thần. Còn có gì nữa không? Mì xào. Còn có mì sợi. Ta nói ngoại trừ mì các người nơi này còn có cái gì? Bánh bao. À, bánh mì bánh ngọt đâu này? Bởi vì bánh mì bánh ngọt đều cần sữa hoặc là bơ, vì vậy cũng không cung cấp. Ngươi, ngươi, nếu không chúng ta đi quán khác ăn đi. Quán rượu khác, ngươi hiện tại đi. Phòng trưng chính là đi ăn cơm tối. 72 cửa hàng chính hiện giờ cũng chỉ còn lại có hơn 20 nhà. Hơn nữa những quán rượu lớn như Phản Lâu, Kim Lâu, Dương Lâu toàn bộ đều đóng cửa rồi. Có ăn thì ngươi ấy cười trộm đi. Được, được, được. Mang lên cho mỗi người một mì dương thần. Là đến mấy cái bánh bao, thêm trà, được chứ? Có có, mời khách quan ngồi tạm. Như thế xem ra chúng ta hôm nay cũng không thể đi à? Đương nhiên không đi, hôm nay ta ở lại đây rồi. Nếu không đi đâu ăn cơm à? Ờ, nhường một chút, chỉ thấy bên ngoài đi tới một đám người đúng là Thái Kinh. Thái Kinh mặc dù là tị hiềm từ sau khi Lý Kỳ về hưu liền không lui tới với Lý Kỳ nữa, nhưng thói quen mỗi ngày đến tuyến tân cư ăn điểm tâm sáng thì không sửa. Trần Na Nam khẩn trương tiếp đón hành lễ nói, Thái Sư, ngài đã đến rồi nha, phòng riêng của ngài vẫn giữ lại cho ngài đó thái kinh gật đầu liếc mắt nhìn quét một cái cười khổ nói không thể tưởng tượng được hiện giờ ăn điểm tâm sáng cũng quyển toán như vậy xem ra ngày mai vẫn là phải dừng đi ra an à, nam ngươi sau này hãy bảo người đem tuần sang đại tống thời đại đưa đến quý phủ cho lão phù đi trần an nam ngượng ngùng nói à thái sư hôm nay đồng thời tuần sang đại tống thời đại cũng là số cuối cùng rồi ờ à, ngay cả tuần sang đại tống thời đại cũng không xuất bản nữa sao vậy sợ điêu anh hùng chuyện kia xử lý như thế nào ờ à, hôm nay lý đại ca đã đem phần còn lại đều phát ra rồi À vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, lên đi. Trần Nam Nam lại đuổi theo sau nói. À, thái sư, đại ca nói muốn cầu thần phù hộ cho nên tiểu điếm hôm nay ăn chay. Ngài xem, thách kinh nhấn mày khó chịu nói, cái gì ăn chay? Tiểu tử thối kia lừa được ai chứ? lã phụ dám khẳng định tiểu tử Cái hiện tại nhất định trốn ở nhà ăn ngon đấy. Thực sự là tức chết lão phu rồi. Thôi 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 thôi, cũng đã đến đây rồi, vậy mang lên mấy bát mì đi. Dạ dạ dạ, Trần Nam Nam lau mồ hôi nói, thầm nghĩ. Thái sư này quá thần rồi, không ngờ lường được trước đại ca đây đang là lừa người đấy. Đi vào phòng, Thái Kinh lúc này mới tức giận mắng một câu. Hay cho Lý Kỷ, người đem lô thành đại tống ta biến thành cái bộ dạng như thế, thật sự là buồn cười. Lão nói xong, đột nhiên lại cười ha hả, ngồi xuống, uống vào một ly trà, cầm lấy tuần san đại tống thời đại mới nhất nhìn xem. Vừa nhìn thấy tiêu đề này liền cười mắng, ừ. cáo biệt, chấm dứt, Hờ, lão phù thấy đây là vừa mới bắt đầu đi. Thái Dũng nhỏ giọng nói, lão già, Lý Sư Phú này dường như là lấy vốn đả thương người à. Thái Kinh liếc mắt nhìn y nói Người bị hắn lừa rồi Cái gì mà lấy vốn đả thương người chứ Người phải nói là Một vốn bốn lời Lão nói xong dùng ngón tay chỉ hướng ngoài cửa sổ nói Người có nhìn thấy không Chỉ cần những người này thay hắn đấu tranh Anh Dũng Tiểu tử kia liền không có sợ hãi Không tới một tháng Những người đó chắc chắn nhận thua Chỉ đúng một tháng liền đổi tới một tân pháp càng thêm vững chắc Người nói đến tột cùng Ai là ai muốn bán lời? Lúc trước nếu là vương hiện tướng cùng ta có mạng lưới quan hệ như thế, có lẽ lịch sử đại tống ta phải sửa rồi. Thái Dũng nói, ý tứ của lão già, hắn thắng là định rồi. Thái Kinh gật đầu vuốt râu cười nói, tất thắng không thể nghi ngờ, mà ngay cả lão phu đều không thể không thừa nhận, một chiêu này của hắn thực sự là quá độc ác. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ngàn vạn người không nhà để về, cả ngày rút đãng trên đường, người lại không thể xua đuổi đây đối với kinh thành yên ổn sẽ tạo thành nhiều phức tạp hơn nữa thương nhân không làm dân chúng thứ nhất không có thu vào thứ hai là không có chỗ để mua nhu yếu phẩm cuộc sống còn có thương thuế đã dần dần thay thế nông thuế lần này thu nhập từ thuế của triều đình được ít hơn nhiều triều đình sẽ mặc kệ sao nhưng là quản thế nào những người lương thiện này đều là tự nguyện không làm rồi cái này cũng không phạm pháp còn có lão phu phòng trừng đây chỉ là tiểu tử kia muốn đem sự tình náo lớn hơn một chút chiến trường chân chính không ở kinh thành mà là đang ở giang nam bên kia nhất định rất náo nhiệt không bao lâu giang nam bên kia sẽ gửi đến tin tức đến lúc đó xem những người đó làm thế nào kết thúc ha, ha, ha. tiếng cười vừa dứt ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa tiến vào người tới không phải từ bà mà là hai người thái thao và cao cầu phụ thân hai người thi lễ một cái với thái kinh thái kinh kinh ngạc nói các người tại sao lại đến đây lúc này hẳn mới là bắt đầu lâm chiều nha Thái Thao cười khổ nói Vẫn là phụ thân nhìn xa Xin nghỉ bệnh chúng ta thì đã chạy không một chuyến Cao cầu nói Hoàng thượng hôm nay nói thân thể không khỏe Không có vào chiều Thái Kinh sừng sốt không kìm nổi cười nói Hừ, Ngồi đi Hai người ngồi xuống Thái Kinh liền nói Hôm nay nơi này chỉ ăn chay Thái Thao nói Phụ thân chúng con vừa rồi đã ăn chút điển tâm ở trong cung rồi Cao cầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ lắc đầu nói Không thể tưởng tượng được tiểu tử này dám đùa lớn như vậy Hiện giờ toàn bộ kinh thành tất cả đều là người cửa hàng cũng đóng cửa hơn phân nửa. Cứ tiếp tục như thế, vậy thì nguy rồi. Thái Kinh cười dài nói, Thái Úy, người cho là tiểu tử kia nếu giống như người khác, hắn lại dám làm như thế sao? Thái Úy hơi sững sờ, ha ha cười nói, Hả, ta hiểu được, nếu là như vậy mà nói, những người đó có thể là thảm rồi. Phía trên hoàng thượng không lên chiều, mọi chuyện đều đặt ở đó, phía dưới dân chúng không làm việc, đều ngủ ở trên đường. Chỉ cần hoàng thượng một ngày không lên chiều, chỉ sợ những người đó đều ngủ không yên, càng kéo dài về sau, tình huống sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Đợi tới lúc vấn tội, tội danh này có thể to lắm. Thái Kinh cười ha hả nói, hờ hờ hờ, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Giờ mới bắt đầu, từ từ kia tinh thông đoạn lý, từ từ dần dần bắt đầu liền nghiêm trọng như vậy. Ngày khác còn có thể có nhiều tình trạng đột phát xuất hiện hơn. Trò hay còn ở phía sau cơ. Dù sao Lão Phu xin nghỉ bệnh một tháng, việc này Lão Phu cũng không lẫn vào. Cao Cầu nói, Tiều từ tử kia đi rồi. Tạm nhà một đống việc cho ta xử lý. Việc này ta muốn quản cũng không quản nổi. Ngày mai ta thượng tấu nói rõ tình huống, miễn cho phiền toái. Thái thao thấy hai người này cũng không làm. Vậy chẳng phải là muốn ta làm đại biểu cho các ngươi Vậy thì không thể được à? Nói, phụ thân, nếu cha xin nghỉ bệnh, con đây cũng xin nghỉ ở nhà hầu hạ cha thôi. Thái kinh gật gật đầu nói. Dứt khoát như vậy đi. Lại gọi thêm bạch tướng và tả tướng cùng nhau đến quý phủ ở lại mấy ngày. Mấy người chúng ta từ cơ hội này tụ họp, ngâm thơ đối câu, Chơi bài đánh mặt trượt, các người cũng có thể đá cầu. Cái gì đều được. Dù sao hiện giờ bên ngoài cũng không có chỗ để đi. Phòng trường hoàng thượng gần nhất cũng sẽ không vào chiều. Cao cầu trong mắt sáng ngời cười nói. Hờ, thái sự thích ý như vậy. Cao cầu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thái kinh cười ha ha. Hờ, hờ. Ta hiện tại liền sai người đi mời hữu tướng bọn họ. Tại Tần Phủ. Ở trong hậu đường không khí dị thường nghiêm túc. Mà căn nguyên nghiêm túc ở ngay tại Tần Phu Nhân chỉ thấy một đôi mắt đẹp của nàng gắt cao nhìn chằm chằm lý kỳ không dên một tiếng dường như ngồi đối diện chính là kẻ thù giết cha chủ nhân không ra tiếng phong nghi nô các nàng cũng không tiện hé răng rồi lý kỳ sượng mặt ngơ ngập nói Ê, phu nhân tuy rằng ta rất tuấn tú đáng yêu nhưng mà ngươi đừng mãi nhìn ta như vậy nhé tàn phu nhân tức giận hơn một tiếng ngươi vì sao phải làm như vậy ờ ta làm cái gì chứ đóng cửa công ty tập đoàn ầy ta đây còn không phải nghe theo ý kiến của phu nhân sao ta bảo ngươi làm như vậy lúc nào chứ Tại sao không có? Người bình thường cũng không bảo ta không cần gây chuyện thì vì sao? Ta đau đầu nhức óc suy nghĩ, phát hiện ra thật là xoái quá rồi. Cây to đón gió rồi. Người coi, chúng ta mỗi ngày kiếm nhiều tiền như vậy. Thế tử của ta mỗi người xinh đẹp như hoa. Người ta có thể không ghen tị đỏ mắt sao? Trước kia thân ta là quan to tam phẩm, cũng có thể tự bảo vệ mình. Hiện giờ ta đã nghỉ hưu rồi. Đương nhiên phải khiêm tốn một chút, miễn cho bị người khác nhớ kỹ. Ta là vì muốn tốt cho bọn họ, miễn cho đến lúc đó đi theo ta chịu tội. Lý Kỳ nhún vai nói. Thần phụ nhân cũng hiểu được, hắn nói có chút đạo lý, lại nói. Vậy người cũng không có thể lập tức cho nhiều người nghỉ việc như vậy à? Đại bộ phận bọn họ cũng không phải là người đông kinh, người kêu bọn họ đi nơi nào. Lý Kỳ tức giận nói. Phụ nhân, ngươi thật là khó hầu hạ đó, ta làm như thế nào, người đều nói không đúng. Nếu muốn khiêm tốn đương nhiên phải giảm bớt nhân sự, nuôi dưỡng mấy ngàn người. <laughs> nếu chẳng may người khác nói ta mưu phản, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Ta, Tần phu nhân sửng sốt, bị Lý Kỳ phản bác nói không ra đời. Nhưng vào lúc này bên ngoài chợt nghe có người hét lớn. Lý Kỳ, Lý Kỳ, người mau ra đây. Nhà nội. Chúng nữ tất cả đồng thanh nói. Bởi vậy có thể thấy được cao nha nội làm cho người khác thấy khủng bố cỡ nào. Nếu là bình thường Lý Kỳ phòng trưng lại về âm thầm nguyên rùa cao nha nội. Nhưng hiện giờ hắn khẩn trương mượn cớ này để chuồn đi. Nói, phu nhân, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong hắn bay nhanh đi ra ngoài đợi hắn vừa mới đi phòng nghiên đồ vội nói vâng tỉ tỷ, người đừng vội lấy cách nhìn của mỗi muội sự tình này không có đơn giản như vậy tần phu nhân kinh ngạc nói lời này là như thế nào phòng nghiên hồ nói hiện giờ cũng không phải là một mình túi tinh cư đóng cửa chỉ trong một ngày này cửa hàng đông kinh gần như là đóng cửa hơn phân nửa vô cùng khác thường như thế xem ra sự việc này đích thì là có kỳ quái khác Tỷ tỷ sao không yên lặng mà theo dõi kỳ biến tần phu nhân gật gật đầu khẽ thở dài muội muội nói có lý ôi Ta chỉ là lo lắng những người đó ở trên đường có thể bị chết cóng, bị đói hay không. Bất kể là như thế nào, bọn họ đều là vô tội. Mùi bảo ta an tâm thế nào được. Phạm Nguyên Âu cũng biết tính cách của thần phu nhân, thoáng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Kỳ đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy cao nhân nội, hồng thiên kiều và đám người chu hoa ở thần phủ đấu đá lung tung. Tất cả đều coi như là nhà mình vậy. Lý Kỳ, mau theo ta đi, Cao nhà nội vừa thấy được Lý Kỳ liền vọt lên giữ chặt ống tay áo của hắn vội vàng nói Lý Kỳ sừng sốt, đi nơi nào? Cao nhà nội hưng phấn nói Lý Kỳ, ngày hôm nay nhất định là không có ra khỏi cửa bên ngoài có rất nhiều người nha hơn nữa những người đó cũng không làm việc ở ngay trên đường cái nói chuyện phím miễn bàn thú vị đến mức nào chúng ta nhanh lên, đi thôi Còn mẹ nó chứ, ngươi để cho ta đi chịu chết à? Lý Kỳ khẩn trương rút tay lại nói Người muốn hại ta hả? À? Cao nhà nội cả giận nói Ta có hảo ý gọi ngươi đi ra ngoài chơi. Làm sao lại thành hại người rồi? Hồng Thiên Kiều gật đầu nói. Đúng vậy à, đại ca, chúng ta là đặc biệt tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài chơi. Lấy Kỳ tức giận nói, hời, được được, hào ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng là các ngươi có biết hay không, vì sao bên ngoài có nhiều người như vậy? Ờ, cái này tất nhiên là ta biết, giống như Hồng Gia, Chu Gia, còn có tí tiền cư các người nữa đều đóng cửa hàng. Những người đó không có việc làm, chỉ có cách ra đường nằm ra đất, đất nghỉ ngơi. Cao nhà nội nói, Lý Kỳ nói, hờ, hóa ra ngươi có biết à? Vậy ngươi cần bảo ta, là ta làm cho bọn họ không có công việc đấy. Bọn họ lúc này trong lòng không khỏi nói là hận ta bao nhiêu. Ta đây vừa đi ra ngoài, nếu chẳng may bọn họ cầm giữ không được, đem ta tháo thành tám khối rồi, ta đây chẳng phải là chết oan sao? Cao nhà nội gãi đầu nói, có vẻ ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ây, thật là mất hứng, tôi kêu chúng ta đi thôi. Mấy người tới cũng mau, mà đi cũng mau, vội vội vàng vàng rời đi rồi. Lúc này Ngô Phúc Vinh đột nhiên đi tới, Lý Kỳ vừa thấy được ông ta thì khẩn trương tiến lên ngăn chặn nhỏ giọng nói: "Ngô đại thúc, bây giờ phu nhân đang nổi nóng, thúc cũng đừng tự đi tìm mất mặt đi." Ngô Phúc Vinh sừng sốt cẩn thận nói: Ơi, phu nhân làm sao vậy? Còn không phải là thời mãn kinh đang đến à? Thúc đừng gặp nàng ta là được, nếu nàng đi tìm thúc, thúc cứ nói hết thảy đều là cháu dặn dò đấy, thúc chỉ phụng mệnh làm việc." Ngô Phúc Vinh chất phác gật đầu lại nói: Ơi, nhưng lý sư phó cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp à?" Lý Kỳ cười nói: "Thúc khỏi phải sốt ruột." Hiện giờ còn sớm. Loại sự tình này từ từ sẽ đến. Đó mới thú vị. Lửa lớn thì xào lăn. Mặc dù cảm thấy nhanh mười phần nhưng mà sức lửa lớn lửa nhỏ sau nấu. Đó mới là có tư vị. <laughs> Sở Châu Trong Đại Lao Tần Học Chính, Hàn Tương Quân Hiện giờ Diệp Thiên Nam đã chạy mất rồi. Các người tội gì còn ở chỗ này chịu tội. Hơn nữa phía ngoài trăm họ đang yêu cầu quan phủ thả người đi ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sợ bọn họ sẽ trực tiếp vọt vào đây cứu các người. Trần Đông đứng ở cửa phòng giam, vẻ mặt buồn bực nói. Tuần cối lắc lắc đầu. Vẫn chưa tới thời điểm. Hiện giờ đối với những người đó mà nói, hai người chúng ta chính là hai củ khoai lang phòng tay. Chỉ cần ta ở trong phòng giam này chờ lâu một ngày, bọn họ sẽ không được an ổn. Thánh chỉ không đến, ta tuyệt không đi ra ngoài. Hiện tại phải dựa vào hai người các ngươi chống đỡ rồi. Nhất định phải ngăn cản dân chúng Là một vài sự tình quá khích. Nhưng lại vừa không thể hoàn toàn trấn an bọn họ. Để khiến trong lòng bọn họ duy trì đoàn đờ giận kia, trần đông và âu dương triệt ngơ ngác nhìn nhau vậy cũng quá khó khăn rồi tân cối mặc kệ này đó nếu là điểm ấy các ngươi cũng không làm được vậy chỉ có thể thuyết minh lý kỳ nhìn lầm người lại nói đúng rồi các ngươi phái người đưa phong thư đi hàng châu bảo trịnh thông phán bất kể thế nào đều phải bảo vệ đám tiền tham ô này mặt khác còn phải bạch nương tử nghĩ biện pháp gom góp tiền đồng trần đông nói vì sao vậy tân cối cười nói gần đây hết thảy phát sinh đều ở trong tầm khống chế của đại nhân nếu đại nhân đã tính toán như vậy, những người đó rất nhanh sẽ phải nhận thua. Nhưng vậy còn chưa đủ, chúng ta không thể cứ như vậy mà thỏa mãn. Chúng ta hẳn là phải thừa thắng truy kích. Khi bọn họ nhận thua, ta lại lập nhiều kỳ công nhất. Kể từ đó đại nhân có công lớn mới nhậm chức tiếp. Đây không chỉ có thể làm cho địa vị của đại nhân càng tăng thêm củng cố, cũng có thể nâng cao sĩ khí bên ta, khiến đối thủ không còn lời nào để nói. Nguy cơ tiền ở Giang Nam chính là cơ hội của chúng ta. Âu Dương Triệt con mày nói. Tần đọc Chính có ý tứ là Đợi việc này vừa kết thúc liền lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản nguy cơ tiền. Tân Cối gật đầu nói, không sai. Hiện giờ thị trường Giang Nam đã hoàn toàn hỏng mất, cửa hàng đóng cửa thành mảng, tiền thì có thể có, có thể không. Các người hôm qua không phải cũng đã nói, tá điển cố nông thợ thủ công bây giờ cũng đã bắt đầu bãi công rồi. Có ruộng không có người làm, vậy thì chẳng có cái gì. Nói cách khác đám sĩ phu Giang Nam mất đi quyền nắm trong tay kinh tế Giang Nam. Tiếp qua một đoạn thời gian, bọn họ nhất định sẽ luống cuống, phải biết rằng trong tay bọn họ đã tích trữ số lượng lớn tiền bạc nhưng người tài đừng nói là tiền mà ngay cả khí cụ bằng đồng cũng chưa có người mua đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo mấy ngày nay hà là dân chúng giang nam đã có những hiểu biết rất rõ ràng đối với tân pháp một khi mở lại tân pháp đám dân chúng nhất định sẽ chúc mừng bốn phía chờ mong tân pháp đến chúng ta nhân cơ hội dùng tiền tấn công thị trường giang nam khi đó tiền sẽ liên tục không ngừng chảy vào thị trường trần đông gật gật đầu lại cao mày nói nhưng trong thư đại nhân chỉ nhắc tới dùng những tiền tham mô đó đi tấn công thị trường Giang Nam. Cụ thể là thực hiện như thế nào hắn cũng không có nói tỉ mỉ à. Tần Cối nói, đại nhân cũng không biết tình huống của Giang Nam. Dĩ nhiên không tiện an bài cụ thể. Nhưng chúng ta cùng ở bên cạnh đại nhân lâu như vậy. Việc nhỏ thế này cũng không cần làm phiền đại nhân. Ông Dương Triệt trợn trắng hai mắt nói. Chứ không phải là Tần Học Chính đã có biện pháp. Tần Cối cười cười, nhỏ giọng nói bên tai bọn họ. Đợi sau khi Tần Cối nói xong, Âu Dương Triệt nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tần Cối ha hà nói, ờ các người nhà, bình thường cũng ở bên cạnh đại nhân, sao không học được một ít đại nhân làm kinh doanh như thế nào? Đại nhân trước kia buôn bán kỳ thật đều dùng thủ đoạn rất đơn giản, chỉ có điều đối thủ của hắn nhìn không thấu thôi. Các người nhanh đi chuẩn bị đi, ồ, oh, chúng ta đi ngay. Đợi hai người đi rồi, Tần Cối bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Thế Trung nói, Hàn Tứ Quân, Ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức, để chúng ta vừa đi ra ngoài, có thù báo thù, có án báo oán, Nhất định phải giết cho được bọn chúng. Không còn sót một ngọn cỏ. Nếu không thật sự là phụ phần danh sách đã nhân đưa tới cho chúng ta kia. Hàn Thế Trung cười ha hả nói. <laughs> người yên tâm, những người như bọn họ một tên cũng chạy không được. Kỳ thật lúc mới bắt đầu ta cũng còn có chút đau lòng. Nhưng hiện giờ xem ra, lưu trữ những người này cũng sẽ gây họa cho đại thống ta. Đặc biệt là Diệp Thiên Nam kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho gã. Tần cối híp híp mắt nói gã thì phải giữ lại giết gã không khỏi có lợi cho gã quá ta muốn khiến gã sống không mặc chết nhưng triều đình bên kia yên tâm đi đến lúc đó chỉ cần một câu triều đình bên kia liền không nói lời nào nói cái gì không giết không đủ để bình dân giận chúng ta chỉ là thuận theo dân ý mà làm thôi ha à, ha à, hay cho một câu không giết không đủ để bình dân giận. Hàng Châu Nhị ca, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Bạch thiền Dạ thấy Trình Giật từ bên ngoài đi thị sát trở về khẩn trương nghênh đón hỏi. Trình Giật lắc đầu nói, còn có thể thế nào? Hiện giờ thanh danh sĩ tử xem như là hoàn toàn sống rồi, rất nhiều sĩ tử cũng không dám ra phố. Hơn nữa những người trên danh sách cũng đều bị trả thù ở một mức độ nhất định. Nếu là lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự sẽ mất đi khống chế. Bạch thiền Dạ nghe vậy thì cười nói, nhì ca, huynh cứ yên tâm đi. Đám dân chúng còn chưa có hoàn toàn mất đi lý trí, bọn họ cũng biết nhằm vào ai mà trả thù. Những người đó bình thường ức hiếp dân chúng cũng nên để cho bọn họ nếm thử chút đau khổ rồi. Trình giật trận trắng mắt nói, thật được, vài năm không gặp, muội thật sự thay đổi, lúc nói chuyện giống kinh tế sử như đúc. Trong lòng của Bạch Thiền Dạ có chút ngọt ngào, thẹn thùng nói, nhị ca, huynh nói cái gì đó. Trình giật cười cười không có lên tiếng, Bạch Thiền Dạ lại nói, nhị ca, huynh xem có phải nên chuẩn bị tiến hành bước thứ ba rồi hay không. Trình giật sừng sốt nói, thật được, hiện giờ tình huống bên ngoài hỏng bét như vậy, nếu lại đi bước thứ ba này mà nói ta sợ nếu không hay là thôi đi vẫn cứ ẩn theo kế hoạch ban đầu mà làm Bài tiền dạ lắc đầu nói vậy làm sao có thể được ban đầu là thật sự không ngờ đại ca sẽ đi phượng tường hiện giờ tình huống có biến kế hoạch đương nhiên phải thay đổi hơn nữa sở châu bên kia không phải cũng bảo chúng ta gom góp tiền đồng sao chúng ta có thể từ trong tay những người đó lấy ra một ít lại đây những năm gần đây bọn họ cầm nhiều tiền trong tay dân chúng như vậy mặc dù có lấy một nửa của bọn họ ra cũng không đủ dù sao những con cờ này sớm hay muộn sẽ bại lộ đấy. Ngu xa mà không dùng. Để tránh phụ một phen khổ tâm của chu ngự sử. Huynh nói có phải không? Trình giật bất đắc dĩ gật đầu nói. Vậy được rồi. Chúng ta vẫn là y theo kế hoạch mà làm việc. Ôi, hiện giờ bên ngoài quan uy không còn sót lại chút gì. Cảm xúc dân chúng dâng trào. Nếu là trong quan trường Giang Nam lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người phản chiến, vậy quan liêu Giang Nam thực sự có thể sẽ sụp đổ toàn diện chỉ theo một nhóm người cung cấp căn cứ chính xác. Ta thấy tần học chính vừa ra khỏi tù, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó lại tránh không khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Ba chiêu này của kinh tế sử thật sự là dẫm chân thấy máu. Muốn lấy mạng người à? Bài thiền dạ vảnh môi cười nói. Đây đều là bọn họ tự tìm. Ai bảo bọn họ muốn đối nghịch với đại ca? Trịnh giật cười không lên tiếng nữa. Kinh thành, Liên tiếp ba ngày trôi qua, tình hình trên đường vẫn còn không có bất kỳ cải thiện nào. Không chỉ có như thế, người trên đường phố càng ngày càng nhiều. Vì sao? Bởi vì toàn bộ sợi xích kinh tế đều bị chặt đứt. Nhiều cửa hàng đóng cửa như vậy, thương nhân cung ứng cũng nhức đầu lắm, cũng không có cách nào, chỉ ra nhà bọn họ dùng hành động để tỏ vẻ kháng nghị của mình. Những người này ngồi cùng một chỗ, nói chuyện gì còn không phải nói đến chuyện thất nghiệp sao? Truy cứu nguyên nhân, mục tiêu là chỉ về hướng đám sĩ đại phu. Hơn nữa Lý Kỳ ăn bài người tàn tin đồn khắp nơi, trong chiều số danh của một bộ phận sĩ phu đã bắt đầu truyền bá ra đến khắp phố lớn ngõ nhỏ lần này phái bảo thủ đã hoàn toàn luống cuống muốn đi tìm hoàng thượng nhưng tổng huy tông đã nhiều ngày đều không có bảo chiều muốn đi tìm thái kinh nhưng thái dũng đều nói thái kinh sắp xuống mồ rồi vì thế bọn họ chỉ có thể cúi người đi tìm đại tài chủ như hồng bát kim đáng tiếc toàn bộ đều ăn canh đóng cửa một người cũng không có ngoại lệ không phải đi ra thăm người thân thì chính là bị bệnh nguy kịch dù sao không có một thương nhân nào bằng lòng gặp bọn họ Về phần những thương nhân nhỏ Người cho dù có tìm được bọn họ cũng vô dụng Lớn còn không làm Nhỏ bé như ta thì có thể làm cái gì Kim Lâu Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt đứng ở trên lầu ba Nhìn phố Những bóng dáng lít nhít ở phố Mã Hành kia Cổ Đạt nói Trương Đường Tử Việc này vốn là tí tiền cư hắn làm ra Nhưng chúng ta đều đóng cửa từ chối tiếp khách Tí tiền cư hắn lại nhân cơ hội kiếm tiền Thật sự là rất đáng xấu hổ rồi Trương Xuân Nhi thản nhiên nói: Người không có nghe thấy gì sao? Túy tiên Cư bọn họ hiện giờ cũng toàn bộ là ăn chay, giá cả kia căn bản không kiếm bao nhiêu. Hơn nữa tập đoàn Túy tiên Cư đóng cửa, bọn họ thiệt hại về tiền so với chúng ta thì nhiều hơn rất nhiều. Cô Đạt gật gật đầu, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: Gần đây những quán rượu lớn nhỏ đều từ chối tiếp khách, đám thường nhân bán lương thực bắt đầu ngồi không yên. Bọn họ chứa hàng lương thực gia tăng hàng ngày, mà ngôn luận bên ngoài đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. đám dân chúng và tiểu thương cũng không làm sao mua lương thực từ chỗ bọn họ. Đêm qua, đã có vài người đến hỏi ý kiến chúng ta muốn mua gạo hay không. Giá so với di vãng đều thấp hơn rất nhiều. Không đúng nhà, lúc này mới thời gian vài ngày, sao bọn họ đã vội vã bán lương thực như thế? Trường Xuân Nhi nhớn mày, đột nhiên hai mắt trận trừng nói. Ta hiểu rồi. Ta từng nghe phản lão gia tử nói qua, mấy năm trước bởi vì đại tống ta xuất binh Hà Hoàng và Yến Kinh, Giang Nam gặp họa, những đại gia tộc này đều cơ trục lợi lương thực kiếm một số lớn. Mấy năm nay bọn họ lại bắt đầu tích trữ lương thực, chuẩn bị lập lại triều cũ, nhưng cũng không có cơ hội, như vậy hàng năm bọn họ chỉ có thể xuất ra những hàng cũ. Hơn nữa đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ cũng không hề chuẩn bị. Hiện giờ trong tay bọn họ khẳng định cũng đều là gạo trắng. Hơn nữa số lượng nhất định cũng không ít, căn bản cũng không thể trì hoãn. Đây thật là một cơ hội tốt. Nhưng chủ nhân phía sau màn của những đại thương nhân bán lương thực này đều là gia tộc sĩ phu trong triều. Hiện giờ thanh danh sĩ phu thối như vậy, nếu chúng ta vụng trộm lôi tới cùng bọn chúng, chỉ sợ sẽ lợn lành chữa thành lợn què thôi. Hơn nữa tình huống này cũng không phải biết duy trì bao lâu, mua vào ít thì vô dụng mua vào nhiều lại phải gánh vác phiêu lưu rất lớn đúng rồi những quán rượu khác có thu mua lương thực hay không cô đạt nói lần này quán rượu đóng cửa đều không có để ý tới bọn họ còn những quán rượu mở cửa buôn bán cũng chỉ có hơn 20 nhà như vậy cho dù là mỗi thời mỗi khác không còn chỗ ngồi nhưng bọn họ có năng lực bán được bao nhiêu hơn nữa hiện giờ thế đảo loạn như vậy khắp nơi đều là người mọi người cũng không dám ra ngoài cửa người nghèo thì tự nấu cơm ở nhà hơi giàu có chút thì trực tiếp mời đầu bếp về nhà nấu cơm dù sao hiện tại bên ngoài đầu bếp cũng nhiều hai ngày này ngoại trừ túi tiên cư mỗi ngày ngồi đầy nhưng đại bộ phận đều là một vài người muốn gặp lý kỳ quán rượu còn lại kinh doanh căn bản không có tốt như trước nếu không chúng ta nhân cơ hội thu mua đại lượng lương thực nhưng mà lại vẫn đến trương xuân nhi trợn trắng mắt nói không được hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hành động của sĩ phu chúng ta không thể vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn lương thực này không thu mua cũng thế cô đạt gật gật đầu nói vậy ngươi nói thúy tiên cư có thể xuống tay hay không trương xuân nhi ngẩn người nói thực sự thì cũng có khả năng này sự tình này rõ ràng cho thấy lý kỳ một tay ăn bài nếu hắn thu mua mà nói phiêu lưu sẽ nhỏ hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không dám làm như thế nếu không thương nhân khác nhất định sẽ có ý kiến đối với hắn vậy cũng có bất thường không đúng không đúng lấy thủ đoạn buôn bán của lý kỳ trước đó hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao tuy nhiên ta nghĩ chúng ta cũng không cần lo lắng Hắn nếu thu mua lương thực mà nói Đợi lần phong ba này thoáng qua một cái, hắn nhất định sẽ đem lương thực lấy ra phân cho chúng ta. Nếu hắn dám nút ăn một mình mà nói, quán rượu khác chắc chắn sẽ không tiếp tục ủng hộ hắn. Đến lúc đó, tân pháp của hắn liền sẽ gặp phải trở ngại. Cũng tốt, chúng ta cũng không động. Chống lại đám đại thương nhân bán lương thực này, bức bách bọn họ ép giá tới thấp hơn. Chỉ cần túi tiên cư động thủ, vậy khẳng định là không thể thiếu phần chúng ta. Điều này cũng đúng. Cô Đạt cười cười nói. Xem ra Trương Đương Tử thật sự là có được tinh hoa của phản lãm gia tử so với phản thiếu bạch kia thì mạnh hơn nhiều. Trương Xuân Nhi lắc đầu nói, ta còn kém xa. Nếu là phản lão gia tử ở đây, chắc chắn lão ta sẽ không giống như chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Người đừng xem phản lão gia tử bình thường làm việc đều rất cẩn thận, nhưng một khi lão nhìn đúng mục tiêu, ra tay liền không để lối thoát đấy. Lúc trước Thúy Tiên Cư khiến cho nhiều người tức giận, khi đó Thúy Tiên Cư mới vừa vặn đứng lên. Toàn bộ kinh thành, ngoại trừ phản lão gia tử, có ai dám cùng Thúy Tiên Cư hợp tác? Nhưng mà sự thật chứng minh lựa chọn của lão vô cùng chính xác nếu không có lý kỳ tương trợ phản lâu đã sớm không còn tồn tại nhưng vào lúc này một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đi tới nhỏ giọng nói vài câu bên tai của trương xuân nhi trương xuân nhi mắt trợn trắng cao mày nói sẽ tìm đến ta sao gã đàn ông kia lắc đầu trương xuân nhi gật đầu cười nói như thế thì không thể tốt hơn nữa trận đấu của ta cùng với tống tàu sắp tới hiện giờ được toàn tâm chuẩn bị coi như tình huống hiện nay đến lúc đó người đến xem nhất định rất nhiều đối với kim lâu chúng ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo tuyệt không thể để cô sai sót hồng đô buổi sáng không khí rất tốt muội đi lại nhiều một chút sống là phải vận động buổi sáng hôm nay lý kỳ quý hồng nô và hai bà tím của nàng tới chức viện tàn bộ ừ muội nhớ rồi quý hồng nô gật đầu có chút lo lắng nói đại ca muội nghe nói bên ngoài rất loạn nếu huynh có việc gì thì không cần phải ở nhà với muội Lý Kỳ tức giận nói, phu nhân nói cho mọi biết sao? Quý Hồng đồ lắc đầu nói, phu nhân không nói gì, là muội nghe các muội muội nói đó. Ở trong phủ nói, họ nói phu nhân hôm qua đã để họ đi ra ngoài phố đưa chăn cho những người ngoài phố. Lý Kỳ cười nói, muội yên tâm, những cái đó không liên quan gì tới ta. Bây giờ ta đã không kinh doanh nữa rồi, hàng ngày đều rất rảnh rỗi, muội đừng nghĩ tới chuyện làm phiền người khác, yên tâm dưỡng thai, những cái đó đều để phu nhân đi làm, bớt một ngày rảnh rỗi lại tới tìm ta gây chuyện. Quý Hồng Nô nghe thấy thế thì liền cười khúc khích nói, phu nhân cũng là lo lắng cho những người đó ở tí tiên cơ chúng ta, đại ca người không nói gì với phu nhân. Chuyện này, Lý Kỳ nói được nửa câu vẫn bật cười ha ha, Hồng Nô mùi học được tới xấu rồi, con dám chụp cho đại ca. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ đã nhìn rõ vấn đề, liền lè lưỡi, đỏ mặt cười hì hì. Lý Kỳ bật cười ha ha, ôm lấy Quý Hồng Nô nói, Hồng Nô mỗi bây giờ phải làm một việc duy nhất chính là hưởng thụ. Quý Hồng Nô hơi giật mình, liền ư một tiếng, Mấy người lại đi một lát nữa thì tới đại tràng nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống liền thấy bên ngoài có hai đại mỹ nữ đi vào, chính là Phong Huy Nô và Lý Sư Sư. Con người Lý Sư Sư này cũng thật là, ngay cả ngày chạy tới chỗ ta cũng không tránh khỏi hiểm nghi. Lý Kỳ đứng dậy cười nói, Ờ, Sư Sư cô nương, đương tử, các người tới rồi. Ta vừa mới nói với Hồng Đô khi nào các người mới tới, Trên mặt trời cùng với nhau. Lý Sư Sư cười dài nói, Lý Sư Phó, người không phải đang nhắc nhở ta tới quá nhiều đấy chứ. Vã mồ hôi, Trời này mà ngươi cũng nhìn ra sao? lý kỳ vẫn mặt không biến sắc, tim không đập nói ờ à, đâu có đâu có sư sư côn hương tới ta vui còn không kịp huống hồ đấy lại là không phải nhà ta lý sư sư nghe hắn nói nửa câu sau có chút tỵ hiểm trong lòng liền hiểu xong cũng cố giả như là không biết cười nói tuy nhiên dù lý sư phó có ý vậy sư sư cũng phải mặt dày mà tới ai bảo chuyện của lý sư phó hấp dẫn người ta như vậy phòng ghi đồ ngày tới đây bỗng nhớ ra điều gì liền nói lý kỳ đây là hồi thứ nhất của thần tiêu hiệp lữ mà mọi viết gần đây. Huynh đọc thấy như thế nào? Nàng nói xong liền đưa mấy trang bản thảo lại. Mặc dù Lý Kỳ luôn miệng gọi câu nương tử, nhưng Phong Huy Nô lại cảm thấy mình còn chưa vào cửa. Phú quân này thực sự là khó có thể nói ra. Wow, nương tử, bội đùa nhanh thế sao? Dù sao tuần sau đại tống từ đại bây giờ đã kết thúc rồi, viết chậm một chút cũng không sao cả. Mùi đừng để cơ thể quá mệt mỏi, như vậy ta sẽ rất đau lòng. Lễ kỳ hung hăng trách cứ nàng một hồi mới nhận bàn thảo. Lại nói, nhưng nhận lúc bây giờ có ít bàn thảo cũng tốt, sau này lỡ có việc gì cũng không thể bị người mê sách mắng chửi, lo trước khỏi họa. Hắn cầm lấy bàn thảo xem đi xem lại, bỗng ô lên một tiếng nói, ơ, ờ, sao lại có hai phần? Phòng Nguyên Âu liếc nhìn cười nói, ồ, ờ, do vì thần điêu hiệp lữ và sở điêu anh hùng truyền có chút khác nhau, cho nên muội đã dùng hai phong cách để biết, huynh xem xem cái nào phù hợp hơn, hả? Lý Kỳ hơi giật mình thầm cười, cười, có gì khác biệt chứ không phải đều là kim gia gia viết sao gật đầu nói đương tử có tâm rồi hai bản này hắn đều xem qua một lượt thấy phong cách rất sắc bén giống như phong cách của Sạ điêu anh hùng truyện ngoài ra còn có một kiểu cẩn thận hơn uyển chuyển hơn bộ thần điêu hiệp lữ này nặng tình cho nên câu chuyện cũng là ở chữ tình hắn bây giờ vẫn thấy phong cách thứ hai này hợp hơn một chút liền giơ tay trái lên nói ta cảm thấy phong cách này phù hợp hơn. <laughs> không ngờ nương tử lại có bản lĩnh này, lại có thể viết được hai phong cách này. Phong Nguyên Nô liếc mắt nhìn cười khúc khích nói, muội cũng không có bản lĩnh này. Lý Kỳ giật mình nói, lần này của nàng là cậu ý gì? Phong Nguyên Nô bỗng quay sang Lý Sư Sư, tỷ tỷ ta nói rồi, của tỷ càng tốt hơn một chút. Lý Kỳ kinh ngạc trừng mắt lên nói, chuyện chuyện này là của sư sư cô nương viết sao? Lý Sư Sư vuốt cằm nói, sư sư bêu xấu, Hờ, được lắm, hai nàng dám tư thông với nhau để lừa ta, lý kỳ liếc nhìn phong Nguyên ô nói ở à, đâu có đâu có mà bút của sư sư cô nương quả thật khiến lý kỳ khâm phục lý sư sư nói lý sư phó quá khen rồi chỉ vì sư sư rất thích chuyện này cho nên mới thử viết phong Nguyên ô lên tiếng lý kỳ hay là chuyện thần đương hiệp nữ này do tỷ tỷ nàng viết đi chuyện này cũng không thích hợp để ta viết lý sư sư cũng nói nếu là nguyện ý của lý sư phó sư sư cũng muốn thử xem hả lý kỳ kinh ngạc thốt lên thầm kêu khổ hey, mẹ kiếp đây chẳng phải là vấn đề ta muốn hay không? ngươi là phụ nữ của hoàng đế, ta nào dám để ngươi cầm súng. Lý sư sư tới biểu hiện của Lý Kỳ khác thường liền nói: Chứ không phải là có gì không ổn sao? Lý Kỳ hơi ngẩn người ra cười khan nói: ta chính là cảm thấy công việc nặng nhọc này để sư sư cô nương làm liệu có phải giết gà cần gì tới ra một châu hay không? Lý sư sư sừng sốt liền hiểu ra vấn đề nói: Lý sư phó lo lắng quá rồi, ta ở nhà cũng nhàn rỗi vô vị, tìm vài việc làm cũng tốt, đây không phải là Lý sư phó thường đề cập với ta sao? Lý Kỳ thấy nàng nói như vậy cũng không nói gì thêm nữa. Vậy đại quan nhân bên đó, ta sẽ nói với ông ta. Nếu đã như vậy thì làm phiền rồi. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng lại nghĩ. Người khác đánh một trận, đổi lại lão từ lại viết được cuốn sách. Hơ, đổi lấy một thương thủ, nhưng chuyện này vẫn phải tìm cơ hội bẩm báo với Hoàng thượng. Phong Nguyên Nô mỉm cười nói. Dù sao, hôm nay cũng không có việc gì. Huynh hãy kể chuyện trước đây đi, vừa nói dứt lời tất cả phụ nữ trong phòng đều nhìn về phía lý kỳ ánh mắt chờ mong giống như đã không chờ được nữa rồi lý kỳ không thể chối từ được chỉ có thể nhận lời trong lòng thầm nghĩ cũng được hôm nay đang rảnh rỗi nói nhiều một chút chờ thêm thời gian nữa có lẽ ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có nữa nhưng điều đó nói ra cũng không thể dừng lại được trước tiên là những nhân vật quen thuộc như hoàng dung quách tính đều lục đục gặt hái đương nhiên điểm nổi bật nhất vẫn là dương quá Đặc biệt là đoạn Dương Quá đùa dẫn với Lý Mặc Sầu càng khiến cho những người phụ nữ thấy được ở Dương Quá có hình ảnh của Lý Kỳ. Càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Thực sự thì Dương Quá này vừa chính vừa tà khiến người ta yêu thích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 182 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 183.